Và khi cần người dở hết các trang truyện ra, đọc hết rồi thì các sách vào đúng không? Câu chuyện này nhá. Câu chuyện dấu son bị đau nặng. Xin chào các bạn, tôi là con sông răng. Tôi sống thoải mái trong nhiệm vụ của chúng gấu không. Chúng gấu này người đánh răng. Ngày ngày tôi và các bạn của tôi đục hết các cái răng của gấu con để kiếm thức ăn. Món ăn mà chúng tôi vừa thích nhất là sô cô la và bánh kẹo. Mùa hôm vào ngày sinh nhật của gấu con, đặt bạn đến rất đông. Theo và họ mang bánh gà tô đến tặng gấu. Tặng bạn chim thì mang những viên kẹo đổ bầu sẵn. Chó thì mang một hộp kẹo sô cô la. Chó thì mang. Và vua thì mang bánh mì quy đến tặng gấu. Chúng ta ăn ngon lành và không mất được em. Ôi, xinh quá, cảm ơn các bạn. Khi bữa tiệc sinh nhật đã ăn, bà đã về hết. Như thường lệ, gấu con không đánh răng mà nhảy tóc lên giường để đi ngủ. Chỉ chờ có thế, chúng tôi, những con sâu răng nhảy ra, mở tiệc linh đình. Chúng tôi ra cậy đục hết các cái răng của gấu con. Lên đó gấu ta bước vào thẳng mẹ đưa gấu con đến bác sĩ để khám bệnh. Bác sĩ nói, này gấu con, răng cháu sâu nhiều, phải chữa ngay thôi, nếu để lâu sẽ bị sún hết đấy. Cháu nên nhớ, không nên ăn nhiều bánh kẹo, nhất là vào buổi tối, và hàng ngày phải trang chỉnh đánh răng. Buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sau khi ngủ dậy nhé. Từ đó bạn gấu đã nghe lời của bác sĩ, ngày ngày chúng đánh răng thật cẩn thận, chúng đánh mặt trước, mặt sau của răng là cho răng sáng bóng, không ăn nhiều bánh kẹo nữa, mà thay vào đó là ăn được nhiều các chất bổ và các chất dinh dưỡng như thịt, cá, trứng, sữa và rau quả tươi, nên răng của chúng ngày